Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Trước khi mà chúng ta nghỉ bữa trước thì chúng ta đã học qua những cái pháp mà nó sân và tham, từ đó nó đem lại những cái hậu quả mà nó đưa chúng ta đến những cái cảnh giới khổ đau. Thì bây giờ chúng ta đi đến một cái nhóm thứ hai, là cái nhóm mà chúng ta phải bỏ. Qua những cái nhóm này đó, nếu như mà quý vị có tham dự cái khóa thiền trước mà do sư hướng dẫn khóa thiền 10 ngày trước á, thì khi mà quý vị học tới đây á, nó rất là thoải mái, bởi vì mình áp dụng được và mình thấy ngay. Còn những bạn mà chưa có tham dự á, thì sẽ hơi khó khăn một tí, bởi vì trung bộ á, là chúng ta đi vào trong pháp hành nha. Nhóm thứ hai á, mà chúng ta cần phải bỏ, tức là tức giận và thù địch. Tức giận ở đây là cô thá, và thù địch á, là upana ha. Khi mà chúng ta coi trọng vật chất hơn là coi trọng những lời dạy của Đức Thế Tôn, thì từ đó sẽ có những cái vấn đề của nội tâm. Khi mà những cái danh lợi của mình á, nó bị ảnh hưởng. Ví dụ như ở đây tức giận cô thá, tức là có cái sự biểu hiện sân hận hoặc là hung tợn. Người ta nói đó, miếng ăn là miếng tồi tàn, mất ăn một miếng lộn gan lên đầu. Cái miếng ăn ở đây nó không đơn giản chỉ là một cái miếng đồ ăn, mà nó là những cái nó đem lại lợi ích cho chúng ta. Có một cô á, cổ qua Mỹ định cư, thì hai mẹ con cổ cùng làm việc ở trong một cái tiệm nail. Thì trong cái tiệm nail đó, người châu Á, chứ không riêng gì người Việt, mà người châu Á thì có cả người Trung Quốc nữa. Thì đặc biệt á, là có một cái bà Trung Quốc khá là xấu tính. Và xấu tính như thế này nè, là bà giành khách. Tức là thay vì á, tới lượt của hai mẹ con cổ đó, thì cái bà Trung Quốc này nè, bà giật khách. Thì cô này cổ bực lắm. Nhưng mà cổ nghĩ á, mình là Phật tử, mà không lẽ là mình cư xử như người đời hay sao? Chứ nếu như người đời á, mà cái kiểu mà bị giật khách như vậy đó, một lần, hai lần, chứ còn tới lần thứ ba là có khi là người ta choảng nhau tại chỗ. Cách đây khá lâu, ở bến xe An Sương á, nó có một cái vụ, tức là một cái anh thanh niên, ảnh tới anh chạy xe ôm á, thì những cái anh xe ôm cũ á, đâm ảnh chết. Tại sao? Tại vì giành khách. Khi mà có người mới tới thì có nghĩa là cái khách của mình á, nó bị mất đi. Thành ra người ta mới nói cái miếng ăn là miếng tồi tàn, mất ăn một miếng lộn gan lên đầu. Khi mà giành khách như vậy á, nó đi đến cái gì? Đi đến sự tức giận. Họ giận ghê lắm. Mà rõ ràng đó, cái tiền mà một cái bữa làm ăn như vậy nó không bao nhiêu hết. Nhưng mà khi mình bị giành giật á, mình tức ghê lắm. Mà khi tức như vậy đó, thì nó sẽ dẫn đến hành động. Nếu như mà mình không giải quyết được cái nội tâm của mình, ở đây á, nó có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là sự tức giận khi nó xuất hiện, mình có phát hiện ra hay không?
Và khi mình phát hiện ra sự tức giận đó đó, mình có giải quyết nó hay không? Khi mà có ai đó dành cái mối làm ăn của mình, bất kỳ công việc nào thì nó cũng có cái kiểu như vậy thôi. Thì bất kỳ lúc nào khi có người đó giành giật cái mối làm ăn của mình hoặc là động chạm đến lợi ích của mình, mình tức giận, thì nhiệm vụ của mình là gì? Phát hiện ra nó. Khi cơn nóng giận, sự tức giận nó phát khởi, nó làm cho mình giữ mặt mình dữ dằn lên, mình bắt đầu mình hung tợn, mình chuẩn bị mình hành hung người ta rồi. Mình phải phát hiện. Việc đầu tiên là phải phát hiện ra nó. Tại vì khi mình phát hiện thì nó sẽ dẫn đến sự kiểm soát. Còn khi mình không phát hiện ra là nó sẽ dẫn đến hành động. Mà khi hành động nó đã rồi đó thì lúc đó đã muộn rồi. Giống như câu chuyện mà cái anh xe ôm mà anh đâm người ta ở bến xe An Sương. Một cái mối làm ăn đâu có bao nhiêu, không bao nhiêu tiền hết trơn, một cái cuốc xe không bao nhiêu tiền. Nhưng mà khi đâm người ta chết như vậy, đẩy vào cái tội giết người đó. Tự nhiên là hình như tội giết người là cái khung là 20 năm chung thân hoặc tử hình. Nó không đáng một chút xíu nào hết. Nhưng mà do đâu mình nó không đáng mà mình vẫn làm? Đó là khi sự tức giận sanh khởi, mình không phát hiện. Việc đầu tiên là mình không phát hiện. Việc thứ hai mình cần làm là kiểm soát nó. Khi phát hiện sự tức giận rồi, phải kiểm soát được nó. Kiểm soát. Nếu như nội tâm một người không có tu tập, sự kiểm soát này rất là khó khăn. Thành ra đó, khi mà chúng ta thực hành tứ niệm xứ, chúng ta thực hành càng nhiều, sự tự chủ của mình càng nhiều, thì khi sự tức giận xuất hiện, mình ngay lập tức mình có thể kiểm soát được nó. Việc đầu tiên kiểm soát là gì? Dằn nó, không có cho nó vượt qua cái ngưỡng. Mỗi một người đều có cái ngưỡng điên của mình. Sư tạm gọi là cái ngưỡng điên, tức là cái ngưỡng mình mất lý trí đó. Khi mà nó đạt tới cái ngưỡng đó rồi đó, thì mình biết, thì mình phải dằn nó, đừng để nó đạt tới cái ngưỡng đó. Bởi vì khi tới cái ngưỡng đó rồi, có trời cứu, không ai cứu nổi. Dằn nó lại, sau đó nhìn vào cái nội tâm của mình, nhìn vào sự tức giận, nhìn vào nó, kiểm soát nó, và từ từ đánh tan nó. Đây là điều khác biệt giữa người có thực hành và người không thực hành. Nhìn vào nó, từ từ đánh tan nó. Thì như vậy đó, mình có thể giải quyết được cái vấn đề. Mà sư tin là cái anh thanh niên hồi nãy đó, cái anh xe ôm, tới hồi mà ảnh đâm xong rồi thì ảnh mới hối hận. Nhưng mà hối hận đã muộn. Mình muốn tránh những cái đã muộn đó, mình phải kiểm soát. Về nhà vừa mở cửa, thấy bà vợ nằm trên giường với thằng khác, kiểm soát tâm của mình. Không kiểm soát là lớn chuyện. Kiểm soát tâm của mình đó. Rồi thù địch Upanaha, ở đây là trạng thái thù hận, không buông tha kẻ thù. Khi mà cái nóng giận nó phát khởi mà chúng ta không kiểm soát thì nó chuyển qua sự thù địch. Mà khi mình đã đem đối phương thành kẻ thù rồi đó, thì nó có khi là một mất một còn. Hoặc nhẹ hơn là mình phải công kích người ta, mình phải tấn công người ta. Bởi vì người ta động chạm đến lợi ích của mình, người ta xâm phạm đến tài sản của mình. Đó có thể là một mối làm ăn, đó có thể là một cái món đồ vật gì đó thuộc sở hữu của mình đó. Hoặc đó có thể là bà vợ của mình, là ông chồng của mình đó. Khi người ta mà nhòm ngó,
người ta muốn nhâm nhi, người ta đoạt á, mình nóng giận, không kiểm soát, mình sẽ biến đối phương thành kẻ thù. Đó. Mà khi biến đối phương thành kẻ thù rồi, mình có thể mình giết người ta không chừng. Hoặc nhẹ hơn, nếu mà người tu á, người có tu nhé, thì mình không đi đến cái chuyện là mình giết người ta đâu. Nhưng mà mình cũng phải đâm người ta bằng miệng lưỡi. Không đâm được bằng dao thì mình cũng đâm được bằng miệng lưỡi. Mình đâm làm sao đó, mình chọt làm sao đó để cho người ta phải bị tổn thương. Thì khi đó mình mới thoải mái. Thành ra cái đó là cái mình phải cẩn thận. Cái người tu á, là một người không có kẻ thù. Sư biết là nhiều khi cũng có nhiều người đáng ghét lắm chứ. Họ là những người đối nghịch với mình. Họ là những người xâm phạm lợi ích của mình. Nhưng mà mình phải nhìn lại. Cái nguyên nhân nào mà nó đưa đến sự tức giận và thù địch? Cái nguyên nhân nào mà mình nóng mặt? Nguyên nhân nào mà mình biến người ta thành cái đối tượng mà mình gọi là kẻ thù? Nhẹ thì tấn công bằng lời nói, mà nặng á, mình tấn công bằng vũ khí. Do đâu? Do mình bám chấp vào tài vật. Từ đời cho tới đạo, chính bởi vì mình thấy nó là quan trọng, mình thấy cái vật chất đó là của mình á, cho nên khi mà có ai đó lấy cái của mình thì mình chịu không nổi. Chứ còn nếu như cái đó là của người ta thì mình đâu có khó chịu. Sư lấy ví dụ, khi mà sư nói cái chuyện là cái anh xe ôm ở bến xe An Sương, ảnh giành mối, ảnh đánh nhau rồi ảnh đâm người ta chết, mình nghe thấy mình bình thường lắm. Tại sao vậy? Tại vì nó không phải là của mình. Cái mối làm ăn đó không phải là mối của mình, cho nên mình nghe đó nó nhẹ lắm. Nhưng mà khi á, nó áp vào cái việc của mình á, người ta đoạt cái mối làm ăn của mình, người ta đoạt cái tài sản, cái lợi nhuận của mình, thì chính cái của mình đó nó mới làm lớn chuyện. Có những chuyện quý vị đọc báo, mình cứ nói tại sao mà manh động quá, tại sao mà không có chịu suy nghĩ. Nhưng khi mình rơi vào hoàn cảnh đó, có chắc là mình sẽ khác đi hay không? Muốn khác đi thì phải kiểm soát nội tâm của mình, và trên hết phải tập buông bỏ. Nếu như khi mà mình cầm một cái món đồ, ví dụ như mình cầm một cái điện thoại đi, mà mình ý thức được là điện thoại này nó cũng sẽ hư hỏng, nó cũng sẽ mất đi bằng cách này hay cách khác, sớm hay muộn mà thôi. Mình không biết là vào lúc nào, bằng cách nào, nhưng chắc chắn là nó phải mất. Và chắc chắn nó không phải là của mình. Thì như vậy đó, nó có rớt thì giỏi lắm là đau cái ví tiền thôi. Hoặc là nếu như ai mà có giật lấy cái điện thoại của mình, thì mình cũng biết cái này là chuyện sớm muộn. Mà khi mình biết á, một cái món đồ gì mà nó sẵn sàng mất đi á, mình đã có sự chuẩn bị tâm lý rồi, mình đã có sự chuẩn bị cho sự mất mát đó rồi, thì mình sẽ bớt đau khổ nhiều lắm. Thành ra đó, cái vấn đề mấu chốt ở đây là gì? Là do chúng ta coi trọng cái tài sản đó, thay vì chúng ta đặt giáo pháp lên đầu. Thành ra khi mà chuyện nó xảy ra, mình đau khổ. Còn nếu như mà mình coi trọng giáo pháp, mình thường xuyên thực hành giáo pháp, thì những chuyện như vậy mình đã lường trước. Mua một món đồ là đã chuẩn bị nó sẽ mất đi. Cưới một bà vợ là chuẩn bị
họ có thể thay đổi. Lấy một ông chồng là chuẩn bị tâm lý ổng có thể không còn như xưa, thì như vậy tới họ lấy nhau về rồi nó lòi cái tật xấu nhau ra thì mình không có hết hồn đó. Sẽ biết nhiều bà hết hồn lắm, họ quen nhau nó khác mà lấy nhau về rồi nó hết hồn nhiều vụ lắm. Rồi giả tạo và ác ý. Giả tạo là mắc khá, ác ý là pa la sa. Giả tạo là như thế này, là mình giả vờ ra cái vẻ đạo hạnh mà mình thực sự không có như vậy. Rồi đó, mà khi mà mình giả mạo như vậy đó, tới hồi mà nó bể chuyện á, nó làm cho những cái người đức hạnh thực sự bị mang tiếng. Phải nói là những cái người mà họ giả ăn xin, họ giả ăn xin, họ giả nghèo, họ giả khổ để mà họ gạt tiền người ta. Sư nói nó ác dữ lắm, nó ác hơn bình thường rất là nhiều. Ví dụ như cái người mà họ giả hết tiền đi xe, họ đi lừa người ta để mà người ta để xin cái tiền đi xe về đó, họ lừa được họ sung sướng. Nhưng mà cái tội ác đó, xin thưa với quý vị, nó ác hơn bình thường rất là nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì họ không chỉ lừa đảo tài sản của người khác mà họ còn làm mất đi cái lòng tốt của người khác nữa. Lẽ ra đó, không có họ đó, mình ra đường mình gặp người khó khăn, mình biết họ khó khăn thiệt, mình giúp họ rất là thoải mái. Rồi mình thấy những người không có tiền vé xe đó, mình cho tiền họ, mình biết là họ thiếu tiền vé xe thật, mình cho họ rất là thoải mái. Những người thật đó, khi mà họ rơi vào hoàn cảnh khó khăn, khi mà họ rơi vào đường cùng á, thì họ hoàn toàn có thể tự tin là tôi sẽ được giúp đỡ. Nhưng bởi vì những cái con người lừa đảo, mà những con người khó khăn thật, họ không còn cái con đường nào cả, không còn ai giúp đỡ họ. Khi họ khó khăn, người ta sẽ đặt câu hỏi, cái này thiệt không hay là giả? Rồi người ta sẽ từ chối. Chính bởi vì như vậy đó, khi mà mình giả mạo những cái mà mình không có để lừa đảo, cái tội nó ác dữ lắm. Mình làm cho những người thật á, họ bị mang tiếng. Cho đến cái chuyện đạo, tại sao thời nay là người ta ít tin ông thầy chùa? Tại vì những cái người lừa đảo nhiều quá, họ ra vẻ đạo hạnh, họ ra vẻ mình là người có tu, là người có giới, là cái người chân thật. Nhưng mà ở đằng sau lớp y, đằng sau lớp áo, đằng sau cái cánh cửa chùa, họ ô uế, họ ô nhiễm. Rồi đến khi sự việc nó vỡ lở, nó không đơn giản là bản thân họ bị chê trách, mà những người tu hành đàng hoàng, có đạo hạnh đàng hoàng, họ cũng bị ảnh hưởng. Họ bị chửi lây là đã đành rồi, mà người ta từ đó trở đi nhìn những người tu họ không tin nổi. Rồi từ đó là những người tu hành chân chánh càng ngày càng khó sống. Bởi vì xin thưa với quý vị, mình tu mà mình tu đàng hoàng, đời tu nó khổ dữ lắm, chứ nó không có sung sướng đâu. Rồi tại sao mà những cái từ thiện, quý vị thấy rồi, những cái từ thiện bây giờ khi mà người ta nghe nói ai đó làm từ thiện, người ta biểu môi, người ta đặt dấu chấm hỏi. Tại sao vậy? Bởi vì đã có quá nhiều trường hợp lợi dụng từ thiện để mưu lợi cho mình. Chính bởi vì như vậy đó, cái chuyện mà giả tạo này đó, nó ác không chỉ ác bình thường đâu quý vị,
nó triệt tiêu cái tốt của người khác, nó triệt tiêu cái nhân lành của người khác. Từ đó người ta không còn tin vào điều thiện nữa, người ta không còn tin vào điều tốt đẹp ở thế gian nữa. Rồi từ đó đó cái thiện nó sẽ dần biến mất. Đây là cái điều nguy hiểm. Chính bởi vì như vậy, cái sự giả tạo này nó nguy hại dữ lắm. Cái thứ hai đó là cái sự ác ý. Ác ý ở trong chú giải đó nói là nó có cái tính chất cột chặt vào đối tượng và mình muốn giả mạo. Tức là sao? Cái ác ý ở đây á, là mình lúc nào mình cũng nhăm nhe cái người mà thiệt á, cái người có đức hạnh thiệt, hoặc cái người mà làm thiệt á, mình nhăm nhe coi họ làm cái gì, rồi mình bắt chước cái đó. Thấy họ đức hạnh như thế nào, mình giả vờ như là mình có đức hạnh của họ đó. Đó, rồi mình nhòm ngó đó, là những cái người đạo đức như vậy đó, những cái hàng xịn, hàng thiệt á, họ làm cái gì mình bắt chước theo cái đó. Thời nay thì không chỉ đồ giả, hàng giả tràn lan, mà người giả cũng tràn lan. Họ giả cái gì? Giả những đức tính tốt đẹp. Họ giả là cái người nghèo, người khổ. Họ giả là người làm từ thiện. Họ giả là cái người giàu đức hạnh. Bởi vì sao? Bởi vì khi đó, trước đó họ đã có cái chủ ý rồi. Họ có chủ ý, họ nhìn, họ nhòm ngó. Họ thấy người ta làm cái gì đó, họ bắt chước cái đó. Cách đây không lâu á, có một cái vụ là công an ở cái tỉnh nào đó bắt một cái anh thanh niên, bởi vì ảnh giả mạo tài khoản mạng xã hội của thầy, một cái thầy trụ trì. Rồi ảnh cứ nhăm nhe, ảnh coi vì thầy trụ trì đăng cái sự kiện gì, ảnh đăng sự kiện đó, những cái cuộc từ thiện đăng lên thì ảnh cứ lấy về ảnh đăng lên lại thôi. Nhưng ảnh chỉ sửa một cái là sửa cái gì? Sửa số tài khoản. Tức là khi mà người ta vào, người ta chuyển số tài khoản thì thay vì vào số tài khoản của thầy trụ trì thì vào số tài khoản của ảnh. Thành ra có Phật tử nói với sư: sư ơi, bây giờ sư phải công khai cái số tài khoản của sư, chứ để Phật tử nhiều lỡ có ai đó họ giả mạo, họ lấy cái số tài khoản của họ đó thì nó không quá tốt. Sư nói không được cô ơi, kỳ lắm. Chẳng thà đó có ai hỏi thì mình cho nó khác, còn không ai hỏi mà mình cho cái số nhìn nó kỳ lắm, cho nên không có nên. Đó. Thì nếu như mà ai muốn, ví dụ như ai muốn phát tâm cúng dường một ngôi chùa nào đó, thì tự nhiên là họ sẽ liên hệ thôi. Chứ sư ngó như là chùa Giác Ngộ nè đó, hoặc là những cái ngôi chùa lớn, sư thấy các trang đó cũng có để số tài khoản bên ngoài đâu, đâu, tại vì mình thấy nó kỳ lắm. Nhưng mà mình cũng phải lường trước một chuyện, đó là gì? Có những người đó họ giả mạo, họ giả mạo. Thành ra sư nói đó, nếu như có kêu gọi gì, sư chỉ kêu trên một trang duy nhất là trang Facebook chính chủ thôi, ngoài ra không kêu gọi trên bất kỳ trang nào khác. Thì đó là chuyện đời đó. Cái chuyện đạo cũng vậy thôi. Có rất nhiều người đó họ giả vờ bằng cách họ nhìn những người đức hạnh, những người có giới, có định, có tuệ, họ đi như thế nào, họ đứng như thế nào, họ cư xử như thế nào, họ nói năng hành động như thế nào, để ra cái dáng vẻ một vị sư, một vị tu sĩ đạo hạnh. Rồi khi đó đó họ cũng mặc cái y như vậy, họ cũng đi như vậy, cũng đứng như vậy, cũng nói như vậy, cũng làm như vậy, để người ta tin là đây là con người có đạo hạnh.
Nhưng mà thực tế là họ đang nhòm ngó, họ đang bắt chước cái đạo hạnh của người có thật để họ ăn cắp, ăn cướp cái đó. Thời nay đó, chán chả buồn nói rồi như vậy đó. Rồi tiếp theo á, là ganh tị và keo kiệt. Ganh tị là Issa và keo kiệt là Machariya. Ganh tị là như thế này. Cái biểu hiện của nó đó là cái sự chê bai, bất mãn, hoặc là mình sầu muộn với những thành tựu của người khác. Mà những thành tựu này đó bao gồm nhân lành và quả lành. Từ đó, đó mình tìm cách che lấp và phủ định những cái thành tựu đó. Thì cái đoạn định nghĩa này á, là đoạn định nghĩa dựa trên chú giải. Là khi mà mình thấy người khác á, làm lành, mình khó chịu lắm. Mình thấy người ta giữ giới, mình khó chịu. Mình thấy người ta hành thiền, mình khó chịu. Mình thấy người ta hướng dẫn khóa thiền đó, mở lớp giáo lý, hướng dẫn Phật tử, mở khóa thiền, mình khó chịu. Tức là mình khó chịu với cái nhân lành của người khác. Mình thấy người ta làm lành, mình thấy người ta tu, mình khó chịu. Thì đây là biểu hiện của cái người không có tu. Mình coi trọng vật chất. Tại vì sao? Bởi vì mình thấy những con người mà họ có giới, có định, có tuệ, họ có thể làm pháp sư, họ có thể hướng dẫn giáo lý, họ có thể hướng dẫn thiền, thì họ được nhiều người cung kính, cúng dường đó. Họ được cái những người đó đó được cả danh và lợi. Và mình nhìn vào họ, mình ganh tị, mình thèm thuồng. Rồi từ đó mình khó chịu với những việc thiện mà họ làm. Hoặc là khi mà mình thấy người ta có những cái quả lành, ví dụ như làm ăn ăn nên làm ra ha, hoặc là có được cái dung mạo xinh đẹp, hoặc là họ có được những cái sự ủng hộ của người khác, mình cảm thấy khó chịu lắm. Bởi vì mình không bằng người ta, rồi mình khó chịu. Rồi từ đó đó đi đến cái chuyện gì? Mình tấn công họ, mình cố gắng làm cách này hay cách kia, mình phủ định cái việc họ làm, hoặc là mình che lấp đi. Khi mà quý vị học ở bên Thanh Tịnh Đạo đó, nó có một cái đoạn như thế này, là khi mình đến chùa cần gặp vị thầy hướng dẫn thì hãy đi đến gặp thẳng vị đó, đừng có la cà gặp những vị khác. Bởi vì nếu như mình đến chùa mình gặp những vị mà họ ganh tị với vị này, họ sẽ bàn ra. Thí dụ như Phật tử tới hỏi ông sư, sư này sư kia có ở chùa không, vị này sẽ nói giờ này ông còn đi ngủ đó, ông chưa có dậy đâu, đi về đi, còn không ráng chờ đó đi, giờ này ông ngủ, ông còn ngủ. Kiểu đó đó. Hoặc là giờ này ổng như thế này thế kia, ổng đi chơi rồi, hoặc ổng đang làm cái gì đó, ổng không có rảnh đâu. Có nghĩa là mình ngăn cản người ta, hoặc mình bàn ra, mình nói kiểu cái ông thầy đó ổng biết cái gì đâu mà chỉ đó. Ổng không có biết cái gì hết trơn á. Thì như vậy là mình ganh tị, rồi từ đó đó mình đẩy người khác đi, và những người Phật tử khi tới thì không gặp được vị thầy của mình.
Như câu chuyện là một cái vị tỳ kheo khi mà thấy những cái vị như là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Thuyết Pháp, vị này nảy cái lòng ganh tị. Từ cái sự ganh tị đó, vị này nói là tôi lên tôi nói cũng được, ông này ông nói vậy thôi, ai lên nói không được. Rồi thế là khi mà nói hoài như vậy đó, thì Phật tử họ cũng cũng nói thôi, bị họ cũng nghĩ là vị này có tài, chẳng qua là không được trọng dụng thôi, thì cũng mời thỉnh vị này lên. Mà khi thỉnh vị này lên á, vị này ú ớ nói không được. Mà khi ú ớ nói không được như vậy đó, người ta đuổi xuống. Mà nhiều người Phật tử họ đâu phải hiền đâu, họ đuổi xuống, họ đuổi theo nữa. Thì vị này cắm đầu cắm cổ chạy rồi nó lọt xuống dưới cái hố phân. Thì Chư Tăng đem chuyện này lên bạch với Thế Tôn. Thế Tôn nói cái ông này không phải đời này đâu, mà đời trước ông cũng làm cái chuyện y chang như vậy đó. Tức là khi mà mình ganh tị với một vị nào đó đó, mình sẽ tìm cách mình phủ định họ, mình sẽ tìm cách mình che khuất họ với cái ảo tưởng là mình lên mình làm cũng được. Thì như vậy đó là do cái lòng ghen tị. Thì đây là cái mà chúng ta nên tránh, nhất là ở đời đó. Mình thấy có ai đó họ làm thiện, ai đó họ tu hành đó, thì mình nên hoan hỷ. Phải nói là giữa các cái bậc trí với nhau á, giữa những ông sư mà ông sư đàng hoàng á, những vị tu sĩ đàng hoàng, Phật tử á, họ đến với mình rồi họ đến với vị khác cũng đàng hoàng, nó không vấn đề gì hết. Quý vị thấy quý vị đến chùa, quý vị được sự hướng dẫn của thầy trụ trì, thầy Thiện Tuệ. Thầy Thiện Tuệ hết lòng với quý vị. Nhưng mà khi sư đến, sư hướng dẫn, thầy Thiện Tuệ có bao giờ nói ông sư Thiện Tuệ ông không biết gì đâu, đừng có học ông? Có không? Không có. Rồi không những là sư dạy ở đây, mà khi sư mở khóa thiền 10 ngày, quý vị ở chùa An Lạc đăng ký, thầy Thiện Tuệ có bao giờ nói thôi ở chùa tu đi, ở chùa học kinh tạng rồi lại Phật cũng được, vậy mắc mớ gì đi khóa thiền chí? Có bao giờ vậy không? Không. Tại vì sao? Bởi vì đâu có cái gì đâu để ganh tị. Chỉ những người bất tài vô dụng mình mới mong muốn níu giữ Phật tử, rồi từ đó mình mới đi đến cái sự ganh tị, không muốn người ta đi đến với người khác. Hoặc là có vị đó, vị đó dạy, vị đó mở, cũng mở cái lớp giáo lý, vị đó dạy, sau khi vị đó kết thúc lớp giáo lý đó rồi, những người học đạo với vị đó đi qua học với vị khác, rồi từ đó cung kính cúng dường lo lắng cho vị khác, cái vị đang dạy họ, thì vị này cũng vui vẻ, cũng hoan hỷ. Người ta không bao giờ có cái suy nghĩ đây là đệ tử của tôi, đây là những người hộ độ tôi, đây là thí chủ của tôi. Không bao giờ. Cái cách cư xử của người trí nó khác với kẻ ngu. Kẻ ngu họ ganh tị dữ lắm. Rồi còn cái keo kiệt là những vị không muốn chia sẻ những cái thành tựu của mình, họ che giấu đó, họ che giấu đó, họ không có hoan hỷ, không muốn chia sẻ. Lỡ mà ai có tới xin họ cũng khó chịu, chả muốn cho đâu đó. Sư cũng từng may mắn gặp một vài trường hợp như vậy rồi. Mình thấy nếu có sai thì xin sám hối với Tăng Bảo đó. Có những người đó
nhờ mà họ không biết á, mà họ không chia sẻ, kiểu biết giữ của đó thôi. Hoặc là bây giờ thí dụ nha, sư mở cái lớp thanh tịnh đạo, rồi mở lớp trung bộ, rồi những cái ghi chép của sư á, nha, những cái ghi chép của sư á, sư muốn giữ một mình thôi. Phật tử ai muốn tới học sư, chứ không có chuyện là bây giờ sư cho những cái tài liệu này cho người khác. Nếu như mà người khác mà cũng lấy cái tài liệu này, ví dụ như sư dạy trung bộ xong bài 1, bài 2, chuẩn bị xong bài 3 rồi, nếu như có ai mà lấy những ghi chép này á, mà đem đi dạy lại người khác, mở cái lớp khác tương tự như vậy, tôi biết là từ giờ trở đi tôi không bao giờ tôi dạy nữa. Có nghĩa là nếu như á, sư ví dụ ha, nếu như sư mà là cái kiểu người á, bây giờ tôi dạy, nhưng mà nếu như tôi phát hiện có người lấy ăn cắp cái tài liệu mà tôi dày công tôi nghiên cứu này ra mà để mà đi dạy lớp khác, là từ giờ chứ tôi dẹp luôn cái lớp này, tôi không dạy nữa, thì khi đó cái ông này nè là cái người keo kiệt. Tại sao? Tại vì nếu như mình một mình độc quyền thôi đó, thì bao nhiêu danh vọng, bao nhiêu lợi nhuận mình ôm hết vào mình. Người ta cung kính, người ta cung kính mình. Người ta cảm ơn, người ta cảm ơn mình. Người ta cúng dường, người ta cúng dường mình. Đó. Còn nếu như mà người khác lấy cái tài liệu của mình, lấy những cái mình nghiên cứu được, mình họ đi giải, họ cung kính người khác, cúng dường người khác, thậm chí không ai biết tới mình luôn. Đó. Chính bởi vì như vậy, nhiều vị trở nên bỏng sẻn, keo kiệt, không muốn chia sẻ. Tại chia sẻ mất mối. Cho nên sẵn thì sư nói luôn, sư không dám nói, không dám nói mình cao sang cái gì, nhưng mà toàn bộ tài liệu như vậy á, cho quý vị ghi chép thoải mái. Đặc biệt là tăng ni, quý vị lấy tài liệu này về, quý vị đem, quý vị dạy lại những người có duyên với quý vị, đó là cái phước của quý vị. Tại vì một cây làm chẳng nên non, mà ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Một mình dạy số lượng có hạn thôi, 10 người dạy thì số lượng nó nhân 10, 100 người dạy số lượng nhân lên cả 100. Cho nên mình không việc gì mà mình phải keo kiệt. Mà sư thấy lạ lắm, sư thấy cũng không có cái gì đáng để keo kiệt. Nói thiệt với quý vị như vậy nè, Kinh Tạng á, mà mình lôi ra mình dạy á, dạy cả đời không hết nha. Dạy xong bộ kinh này mình dạy qua bộ kinh khác, dạy không bao giờ hết. Mà Phật tử mình lại đường cái dễ thương vậy nè, dạy xong họ quên sạch hết trơn à. Cho nên á, nói nó vui, chứ sư dạy xong á, trung bộ kinh sư quay lại sư dạy lại từ đầu á, họ cũng thấy mới à. Thì mắc cái gì mà mình keo kiệt, mình không chia sẻ? Tại vì lúc nào mình dạy họ cũng thấy mới hết trơn á. Đó là chuyện đạo. Còn có chuyện đời cũng vậy. Cẩn thận. Những cái thành tựu của mình nè, những cái kinh nghiệm, những cái kiến thức kinh doanh của mình ha, những cái vốn liếng hiểu biết của mình, ai tới xin mình có sẵn sàng cho hay không? Này lại là một vấn đề khác, nó khó lắm, nó không dễ. Chia sẻ kinh nghiệm mà chia sẻ một chút xíu á, thì được. Chứ còn mà mình dốc gan, dốc ruột ra mà mình chia sẻ, nhiều khi nó khó lắm. Tại vì nó liên quan đến cái bát cơm của mình, mà người ta gọi là cái bí mật kinh doanh, là cái chất xám, cái chất xám kinh doanh. Họ bí mật, nhờ vậy họ mới giàu. Chứ nếu như mà Coca-Cola mà công bố cái công thức nước ngọt của họ thì họ đâu có giàu như vậy. Nếu như cái Apple mà họ công bố cái bí mật công nghệ của họ thì họ cũng đâu có giàu như vậy. Cho nên ở đời
nó kỳ chứ. Cái chuyện keo kiệt á, đối với họ là cái chuyện đương nhiên, bởi vì keo kiệt đồng nghĩa với bảo vệ tài sản của họ. Nhưng mà cái gì á, thì nó cũng vừa phải thôi. Sư thì không thể nào yêu cầu quý vị là người đời mà có thể như người tu được. Người tu khác thì người đời có thể khác. Nhưng mà đó, mình vừa phải thôi. Tức là gì? Có những cái mình chia sẻ mà trong phạm vi chấp nhận được thì vẫn nên chia sẻ. Chứ còn là mình nghĩ là toàn bộ những cái bí mật này của mình, toàn bộ những thành tựu này của mình không muốn chia sẻ cho ai, thì từ từ á, cái tốt nó sẽ mai một dần đi. Quý vị biết là có những cái bí mật ngành nghề bị thất truyền. Bây giờ đó, người ta thấy có những cái kiến trúc á, những cái lối kiến trúc rất là độc đáo, mà khoa học bây giờ phát triển tới bây giờ rồi, có thể scan mô hình 3D đầy đủ hết, nhưng họ vẫn không thể bắt chước được, không thể khôi phục được những cái kỹ thuật đó. Kỹ thuật đó thất truyền đó. Tại sao như vậy? Tại vì họ giữ bí mật, họ không muốn chia sẻ. Rồi từ đó những cái tinh hoa của nhân loại rất nhiều bị thất truyền. Nếu như cái người đang nắm cái bí mật đó đó, họ không tìm được người thừa kế, hoặc là họ bị đột quỵ, bị chết bất đắc kỳ tử. Thành ra đó, rất là nhiều những tinh hoa của nhân loại bị mất đi. Xin ví dụ ha, nhiều bài thuốc chữa bệnh tuyệt vời thất truyền đó. Rồi những cái công trình kiến trúc, không tin quý vị search ở trên mạng á, một số công trình kiến trúc của Trung Quốc á, có thể chống được động đất rất là tốt, nhưng mà bây giờ cũng thất truyền. Đấy. Rồi có những cái công trình á, mà họ dùng cái vôi vữa đó trải qua cả ngàn năm không hư hao, còn bây giờ sắt thép xi măng bây giờ trải qua chừng vài chục năm là nó hết thời rồi, nhưng mà cái bí mật công nghệ đó bị thất truyền. Cho nên hãy suy xét ha. Những cái thành tựu của mình á, nếu như mà mình chia sẻ được thì nên chia sẻ. Rồi tiếp nữa, một cái cặp nữa là gian trá và lừa đảo. Gian trá, ma gia và lừa đảo và sách thi giá. Những cái này quý vị có thể thấy ở trong Tăng Chi nó cũng có. Thì cái gian trá ở trong chú giải nói như vậy, là mình che đậy những cái chuyện ác mà mình đã làm, không muốn cho người khác biết, thì đó gọi là gian trá. Cái chuyện ác này á, là các cái chuyện bất thiện nói chung, chứ cái chuyện ác nó không có nó không giới hạn chỉ ở cái chuyện là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, mà nó là tất cả các cái ác bất thiện nói chung. Ví dụ như mình là cái người gọi là cái người mà lừa đảo, nhưng mà mình cố mình khỏa lấp, mình cố mình che lấp để người ta không thấy được cái bộ mặt thật của mình đó. Hoặc là có những cái cô gái mà là đào mỏ số 1, tức là mình đến với người ta mình chỉ nhắm đến cái khối tài sản của người ta thôi, nhưng mà miệng thì mình vẫn là anh nuôi, vẫn là anh em ruột với nhau, anh em nương tựa nhau, hoặc là vẫn là cái này là cha, cái này là cha nuôi. Ừ. Đó. Thì mình cố gắng mình khỏa lấp, mình nói để mình nói với là người ta là mình
À, tôi không phải vậy đâu. À, tôi đến với nhau là bằng tình yêu, bằng tình thương nó vô tư lắm. Hoặc là những chàng trai đó che lấp cái bản chất sở khanh của mình đó, rồi đi đến lừa đảo tình cảm hết người phụ nữ này đến người phụ nữ khác. Thì đó đó chính là cái sự gian cá. À, ở đời đó thì nó có nhiều vụ lắm. Người ta lừa đảo nhau là muốn lừa được nhau thì người ta phải che, che cái xấu của mình thì người ta mới lừa được. Chứ nếu như mình nhìn vào mặt họ, mình biết đây là cái phường trộm cướp nè, họ có lừa được mình không? Không. Mình biết đây là cái phường đào mỏ nè, họ có lừa được mình không? Không. Mình biết đây là cái phường sở khanh nè, họ có lừa được mình không? Không. Đó. Cho nên á, cái gian cá này á, nó ghê gớm lắm. Nhưng mà đó, nói không phải là để mình nói người ta, mà để mình nhìn vào chính mình. Mình có phải là cái người gian cá hay không? Mình có phải là người sống hai mặt hay không? Tức là bên ngoài đó, mình ra vẻ mình là người sạch sẽ, đạo hạnh, ha? Mình là người tốt, nhưng mà mình chất chứa ở trong nội tâm mình á, là rất nhiều những ô nhiễm, rất nhiều những cái chuyện tầm bậy tầm bạ mình không muốn cho người khác biết. Sư nhớ là sư có kể rồi, một cái anh tù á, ảnh nói với ngài Ajahn Brahm là: thưa thầy, tôi vào tù đợt này là tôi bị oan đấy. Mà tôi nói với thầy thì đương nhiên là cũng không phải là để minh oan cho tôi đâu. Và tôi cũng chẳng bao giờ tôi lôi cái chuyện này ra để mà tôi nói với giám ngục hay là với tòa án đâu. Mặc dù đúng là lần này tôi bị oan đấy, nhưng mà tại sao tôi vẫn sống ở đây? Tại vì á, so với những cái chuyện ác tôi làm mà không bị phát hiện thì nó quá cha cái vụ này. Cho nên tôi vào đây là nó bình thường lắm. À, thành ra nghĩ lại thì tôi cũng không có oan. Cái vụ thì nó oan, nhưng mà cái chuyện tôi ở tù nó không có oan. Cũng vậy đó, ở đời nhiều khi mình nói là mình oan uổng, mình oan ức, tự nhiên cái chuyện là tai bay vạ gió đó, những cái chuyện xui xẻo nó nhầm vào mình. Nhưng mà kiểm tra lại coi, mình có phải là người sống hai mặt không? Mình che giấu những cái tội lỗi không ai biết á. Nếu như những cái chuyện đó bị phanh phui ra đó, thì nó có quá cha cái vụ mà mình đang phải chịu không? Mà nếu có thì cái chuyện mình đang phải chịu này nó có oan nữa hay không? Hình như nó không oan. Còn á, cái đời tu cũng vậy. Cái người đời là thế, người tu cũng vậy. Khi mà mình gian cá, tức là mình có những cái chuyện tầm bậy, mình che lấp, mình khỏa lấp, mình cố, mình làm sao đó để cho người khác không biết được, thì đó là cái sự gian cá. Và nhớ, bất kỳ những cái ác nào mà mình đã làm, đời hay đạo, rồi mình cũng phải trả giá cho nó thôi. Mà do đâu mình làm cái điều ác? Do mình còn tham đắm trong vật chất. Cụ thể trong bài kinh này đó, là mình là người thừa tự tài vật chứ không phải là người thừa tự pháp. Chính bởi vì như vậy mình mới gian cá, mới che giấu. À, như sư nói, muốn không có một bà vợ phản bội thì đừng có vợ. Muốn không có một ông chồng phản bội thì đừng có chồng. Mà không có thì đương nhiên là làm gì có người phản bội. Mà mình muốn không phải che giấu những cái tội ác của mình, những cái chuyện tầm bậy của mình, thì mình đừng có làm.
không có làm thì không có che. Nó đơn giản vậy thôi. Rồi còn cái lừa đảo á, thì nó lại là như vậy. Là mình cố, mình phô bày bằng cái hành động, hoặc là mình ráng thuyết phục người ta bằng lời nói là mình có đó, những cái phẩm chất tốt, mà mình thật sự không có cái đó. Mình cố mình diễn tả cho người ta thấy mình là người có giới hạnh, mình là người có tu tập để người ta tin, nhưng thực sự mình không có chuyện đó. Hoặc là mình nói như thế nào đó, nói bóng, nói gió, trực tiếp hoặc gián tiếp, để người ta nghĩ là mình có giới, để người ta nghĩ là mình có tu tập, để người ta nghĩ là mình là một ông thầy tu đàng hoàng. Mà thực tế mình không phải như vậy, thì đó là lừa đảo. Cái lừa ở đời á, thì nó cũng nhẹ lắm. Mặc dù ở đời quý vị không ai muốn lừa đảo, nhưng mà cái lừa ở đạo á, nó đem lại nhiều sự nguy hại hơn nhiều. Mà do đâu mình lừa đảo? Do mình tham đắm tài vật, mình tham đắm vật chất, mình muốn có những cái không có, mình muốn có danh và mình muốn có lợi, rồi từ đó mình mới lừa đảo. Chứ còn nếu như cái chuyện mình làm á, nó không đem lại cái gì hết, thì mình đâu có lừa đảo chứ. Xưa nay nếu như mà mình vào ở trong rừng á, ha, mình vào trong rừng, mình sống với mấy con khỉ á, mình có cần ra vẻ đạo hạnh không? Không. Ra cho ai coi? Con khỉ nó đâu thèm coi, nó coi nó cũng đâu có hiểu. Cho nên mình vào rừng, mình sống với khỉ, mình đâu có ra vẻ đạo hạnh chứ. Trừ khi mình đạo hạnh thật. Còn nếu mình không có thì mình cũng đâu có ra vẻ với ai đó. Hoặc vào rừng á, mình có cố mình thuyết phục mấy con khỉ mình là cái người đạo hạnh không? Không. Tại mấy con khỉ nó đâu có hiểu đó. Trừ khi mình là người đạo hạnh thật thì mình không cần thuyết phục ai. Đấy. Cho nên cái đời tu hãy cẩn trọng. Bởi nếu không khéo, ban đầu á, mình xuất gia bằng những cái lòng nó rất là trong sáng, cái lòng hướng đến đạo, lòng hướng đến giải thoát, lòng hướng đến chúng sanh. Nhưng mà rồi dần dần á, ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, nó phai mờ, nó phai nhạt hồi nào không hay. Rồi mình sống bằng cách là mình lừa đảo, ra vẻ để người ta tin vào những cái đức hạnh mà vốn dĩ mình không có. Thì hãy cẩn trọng. Nếu có thì quay đầu. Có đôi khi thì nó vẫn chưa có muộn đâu. Cái cặp tiếp theo đó là ngoan cố và hung hăng. Ngoan cố là thâm phá, hung hăng là sa râm phá. Ngoan cố là như vậy nè. Khi mà ai nhắc nhở mình, nói với mình, dạy bảo mình, thì mình trở nên chống đối. Mình trở nên chống đối, mình không có vâng lời, mình cứng đầu. Khi mà mình coi trọng cái tài vật, mình không coi trọng pháp. Khi mà mình bị nghe nhắc nhở thì sư nói thậm chí họ mang thù, họ không có nghe. Họ sẽ họ ráng, họ thuyết phục, hoặc là họ sẽ cãi chày cãi cối, họ sẽ im lặng theo cái kiểu là luôn luôn lắng nghe nhưng mà không bao giờ hiểu. Sư từng gặp những cái trường hợp tương tự như vậy.
mình dạy họ, họ nói vậy nè, thì sư nói thì con nghe thôi, nhưng mà con có làm không là chuyện của con. Nói vậy đó. Hoặc là mình nói họ đó, mình dạy bảo họ, họ im lặng, nhưng mà họ ngoan cố, họ không có nghe, họ không có làm gì hết trơn. Xin nói nếu như mà sa di á mà ngoan cố thì đó là thuộc về cái tội bị trục xuất nha. Sa di mà ngoan cố là bị trục xuất á. Mà đương nhiên khi mà mình ngoan cố như vậy đó thì làm gì có cái chuyện mình vâng lời. Tự nhiên là mình trở thành con người cứng đầu cứng cổ. Thành ra nói không phải là để mình nhìn người khác, mà nói là để mình nhìn lại mình. Có những trường hợp người ta góp ý với mình, người ta khuyên mình hãy ngó lại cái tâm của mình. Có đôi khi khi mà mình nghe đó, tâm của mình nó trở nên cứng, cứng đầu á, trở nên cứng, nó không có nghe. Hãy nhanh chóng phát hiện ra nó, nhìn xem tại sao như vậy. Đặt câu hỏi tại sao người ta nói đúng hay nói sai. Mà nếu như nói đúng á, cái lý do gì mà mình không nghe? Do mình cố chấp, do mình cứng đầu cứng cổ, thì cái việc này mình phải thay đổi. Phải thay đổi. Bởi vì ở đời đó đâu có ai hoàn hảo, chỉ có thánh thôi. Thánh thì các ngài không còn lỗi lầm, chứ còn mình còn phàm thì thế nào cũng còn lỗi, không lỗi mặt này cũng lỗi mặt kia. Mà nếu như mình cứng đầu á thì ai nói mình nghe nổi. Tự nhiên á, mình sẽ chịu nhiều sự tai hại thôi đó. Còn cái sự hung hăng á, tức là cái hành động là bộc phát thù hằn hoặc là bất kính. Hành động bộc phát là như vậy nè, tự nhiên nó giống như là mình bùng nổ á. Tôi nhớ là ví dụ như là thôi dẹp đi, nó đang nói chuyện thôi dẹp đi, hoặc là bùng nổ, mình người ta nói là bộc phát, mình cãi lại, mình phản ứng lại, thì đó là cái sự mà hung hăng. Thì khi mà mình bộc phát như vậy đó, mình sẽ bất kính, lúc đó không có còn kính trọng ai nữa trơn, trên dưới không còn kính trọng nữa, hoặc thậm chí là mình gây thù hằn với người khác. Cái này nó đi chung với cái kia đó, tức là khi mình nghe người ta nhắc nhở, khi mà mình nghe người ta khuyên bảo, mình cứng đầu cứng cổ mà người ta nói thì mình trở nên mình hung hăng, mình không có nghe. Sư nhớ có lần một vị trưởng lão nói mấy sư sống với nhau thì mấy sư tự giải quyết với nhau chuyện vui buồn, giải quyết cho nó êm thấm. Chừng nào mà gọi là máu nhuộm sân chùa thì lúc đó là tôi về xuống tôi giải quyết á. Thì sống với nhau thì chúng ta rất là khó tránh khỏi những cái lỗi lầm. Ai cũng vậy thôi, có nhiều khi mình sơ suất, bất kể mình dù là lớn hay là nhỏ. Thành ra Đức Thế Tôn có lần nói như vậy nè, nếu như mà ngài Đức Thế Tôn á mà có cái sai lầm gì, một vị sa di 7 tuổi chỉ trích ngài đúng như pháp thì ngài vẫn sẽ lắng nghe. Đương nhiên quý vị biết mà, Thế Tôn thì có bao giờ mà ngài sai. Nhưng mà sở dĩ ngài nói như vậy đó là một cái ý nghĩa rất quan trọng, là cái chuyện sai á, ai thứ nhất ai cũng có khả năng sai, và thứ hai
Khi mình sai thì mình không nên cứng đầu cứng cổ, mình bất chấp, mình bất kính mà mình không có nghe người khác chỉ lỗi. Nói nó kỳ. Chứ Phật giáo Việt Nam mình, người Việt mình nói riêng và người châu Á mình nói chung, có một cái bệnh mà sư nghĩ là bệnh này nặng lắm. Đó là gì? Không biết là từ hồi nào mà mình đã mắc cái bệnh này. Đó là không được chỉ lỗi tiền nhân. Tức là người lớn là mình không được nói lỗi. Họ có sai mình cũng không được nhắc nhở. Mình không được nói lỗi. Ở Hàn Quốc cũng vậy, ở Trung Quốc cũng vậy, mà ở Việt Nam cũng vậy. Thành ra là Hòa Thượng Nhất Hạnh á, sư nhớ là trong một cái thơ, một cái lá thơ, một lá thơ mà lá thơ từ Làng Mai, sư đọc năm 2012-2013, Hòa Thượng có nói như vậy nè. Hồi xưa ham tu lắm, cho nên là rồi khi sau này còn trẻ đó, thứ nhất là hồi xưa ham tu thì những cái sai mình không có biết, rồi về sau á, khi mình học nhiều rồi đó thì những cái sai của các cái bậc tiền nhân mình không dám nói, mà mình phải cố mình khỏa lấp, mình cố mình che lấp cái sai của các ngài. Nhưng mà tới khi mà Hòa Thượng già rồi, Hòa Thượng nói nhưng mà bây giờ tôi già rồi thì tôi đâu có còn phải lo lắng, phải lo sợ nhiều tới như vậy. Thành ra là về những cái năm mà cuối đời của Hòa Thượng á, những cái sai lầm của các bậc tiền nhân là Hòa Thượng chỉ ra, và Hòa Thượng đi về với tứ niệm xứ, đi về với hơi thở. Thành ra là mình sư nhớ là ở trong cái đạo đức kinh của bên Khổng á, thì họ cũng có một cái như vậy nè: cha làm sai mà con không cản á, là đứa con bất hiếu. Tức là đứa con bất hiếu là cái đứa con thấy cha làm sai mà nó không cản, chứ không phải là cha mình làm sai mà mình cản là mình bất hiếu. Không phải, mà cha làm sai mình không cản là mình bất hiếu. Đó là bên Nho giáo và Trung Quốc. Còn theo đạo Phật thì như vậy: nhiệm vụ của người con là khi cha mẹ có sai thì mình phải nỗ lực mình giúp đỡ cha mẹ. Cha mẹ không có giới hạnh, mình phải nỗ lực giúp cho cha mẹ có giới hạnh. Cha mẹ không có niềm tin nơi Tam Bảo, mình phải giúp cho cha mẹ có niềm tin nơi Tam Bảo. Cha mẹ không tin nghiệp và quả của nghiệp, mình phải giúp cha mẹ tin vào nghiệp và quả của nghiệp. Cha mẹ bỏng sẻn, mình phải giúp cha mẹ bố thí. Điều này được nói trong Tăng Chi Bộ Kinh. Hoặc là ở trong Tạng Luật á, có nhắc đến nghĩa vụ của người học trò. Đó là khi thầy của mình nói sai thì người học trò có nhiệm vụ nhắc nhở thầy của mình. Thậm chí là mình gọi, bây giờ nói là đoạt lời nói, đoạt cái micro á, được phép nói theo luật. Mà thầy, thí dụ như thầy đang thuyết pháp, mà thầy bắt đầu thầy nói tầm bậy rồi, đứa học trò nó có quyền là nó tắt cái micro để nó ngăn thầy nói sai. Hoặc là khi mà thầy của mình phạm giới đó, cái người học trò đó có trách nhiệm, có trách nhiệm suy tư làm sao để cho thầy của mình trong sạch về giới. Nếu như tội của thầy mà cần phải sám hối thì người học trò phải nỗ lực mời tăng đoàn đến để cho thầy mình sám hối. Cho nên quý vị thấy là ở trong đạo Phật lẫn ở trong cái đạo Nho
cũng không có cái chuyện là người lớn làm sai thì người nhỏ mình không được nói, không có chuyện đó. Cho nên sư mới nói là không biết cái bệnh này là nó ăn vào cái máu của mình từ hồi nào mình không biết. Chứ nếu mà đúng á, ha, mình xét là người Việt mình theo đạo Phật thì rõ ràng Đức Phật không dạy như vậy. Mà nếu như mà mình xét là hồi xưa mình theo Nho giáo thì rõ ràng Nho giáo cũng không dạy như vậy. Thì cái bệnh này nó ăn vào mình từ hồi nào? Đó, thành ra bây giờ có nhiều khi á, khi mà các vị đó dịch lại kinh á, quý vị biết là Ngài Chánh Thân khi mà Ngài dịch Kinh Tạng, là Ngài dịch Luật Tạng, nhiều người họ nói Ngài ngông. Tại vì Ngài dám dịch lại, là tiền nhân là làm đúng hết trơn rồi. Bây giờ ông làm lại, ông chỉ ra cái sai của bậc tiền nhân, ông là người ngông nghênh. Cho nên là Ngài gặp rất nhiều những cái cản trở, là như vậy đó. Cho nên khi mà mình gọi là ai mà đụng tới cái nhọt của mình á, ai đụng tới cái nhọt của mình á, là mình hung hăng, mình ghê gớm lắm, thì mình phải xem lại. Nếu như ai có nói mình xem coi cái đó đúng hay là sai. Nếu là sai thì mình sửa. Ai đó nói thầy của mình á, thì mình cũng phải xem coi nó là đúng hay là sai. Sai thì cũng phải sửa. Cho nên là ở trong tạng luật, cái phần mà tiểu phẩm á, có lần sau khi mà có một đoạn như thế này: sau khi Đức Thế Tôn bị đề Bà Đạt Đa lăng đá hại á, những cái vị phàm tăng á, rất là lo lắng cho Đức Thế Tôn, cho nên là cử người canh gác. Thì khi cử người canh gác như vậy đó, thì đi tới đi lui thì nó trở nên ồn ào. Đức Thế Tôn mới hỏi, Ngài biết mà Ngài vẫn hỏi. Có những việc Ngài biết mà Ngài vẫn không hỏi nha. Ngài hỏi không phải là bởi vì Ngài không biết, mà Ngài hỏi bởi vì á, đây là một cái nhân duyên để Ngài thuyết pháp, hoặc là Ngài cho ra một cái điều học nào đó. Chính bởi vì như vậy Ngài mới hỏi tại sao ồn ào như vậy. Chư Tăng mới nói: Bạch Thế Tôn, là sau khi Đề Quá Đát Tá lăng đá hại Thế Tôn, chúng con lo lắng cho nên chúng con canh chia nhau ra canh gác bảo vệ Thế Tôn. Thế Tôn Ngài mới thuyết một bài pháp như thế này nè: có những vị thầy cần được bảo vệ và có những vị thầy không cần được bảo vệ. Có những vị thầy hư hỏng về giới thì mới cần đệ tử bảo vệ cái giới đó, tức là che lấp để cho người khác không công kích về cái giới của thầy mình. Rồi khi mà vị thầy á, gọi là thuyết pháp sai lầm thì mới cần đệ tử bảo vệ. Khi mà người thầy đó có tà kiến thì mới cần đệ tử bảo vệ. Khi mà người thầy đó tham đắm trong vật chất thì mới cần đệ tử bảo vệ. Còn Đức Thế Tôn, Ngài không hư hỏng về giới đó, Ngài không có thuyết pháp sai lầm, Ngài không có tà kiến, Ngài không có tham đắm vật chất, cho nên Ngài không cần bảo vệ. Và Ngài nói chư Tăng thôi giải tán. Thành ra đó, nhiều khi mình phải đặt câu hỏi: tại sao các vị trưởng lão, các vị thầy của mình cần được bảo vệ? Mình bảo vệ cái gì? Bảo vệ cái sai của thầy mình thì mình phải coi lại. Còn nếu như thầy mình đúng, thầy mình không có sai, mà người ta chỉ trích, người ta công kích thì làm cái gì? Theo tinh thần kinh Phạm Võng của Trường Bộ, đó là gì? Mình không tức giận,
Người ta có khen thì mình cũng không có vui, mà người ta có chê thì mình cũng không có giận. Mà mình chỉ có một cái nhiệm vụ là mình nói rõ cái này có ở chúng tôi và cái này không có ở chúng tôi. Hết. Đơn giản vậy thôi. Chứ còn mình không cần phải phân bua chi, hoặc thậm chí là mình không cần phải đứng ra mình bảo vệ, gọi là vệ đạo thì mình không có cần vệ đạo cái kiểu mà hung hăng. Cho nên hãy cẩn thận cái chuyện là mình cứng đầu cứng cổ và mình hung hăng khi mà người ta động chạm tới mình. Hôm nay chúng ta học tới đây và xin chia đều phần phước này đến tất cả chúng sanh, đặc biệt là chư thiên ngự xung quanh nơi đây, cũng như tất cả chúng sanh hướng về nơi này với lòng mong cầu công đức, cầu mong cho tất cả các vị đều được thọ lãnh tùy ý, sau khi đã thọ lãnh rồi được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn. Nguyện cầu tam bảo từ hàng đồ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại sớm tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Mời quý vị chắp tay chúng ta hồi hướng. Idam me punyam nibbanasa paccayo hotu imanno punya bhagam sabba sattanam dema sadhu sadhu sadhu. Chúc quý vị an vui. Akasattha cha bhummattha divanaga mahitika punyantang anumoditva chirang rakkantu sasanam. Akasattha cha bhummattha divanaga mahitika punyantang anumoditva chirang rakkantu desanam.